việc với lại chương trình Illustrator, đã làm quen với giao diện chương trình, đã làm quen với các công cụ cơ bản và một vài khái niệm, ví dụ như là tầng thứ này, hoặc là sắp xếp trong hàng các đối tượng, và một số các công cụ như là công cụ quay, công cụ lật, vân vân, để transform các đối tượng ở trong Illustrator. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ làm quen với một cái nhóm lệnh tương đối quan trọng, rất hay được dùng ở trong Illustrator, đó là cái nhóm Pathfinder. Nó sẽ giúp chúng ta là cắt ghép, sắp xếp từ các cái đơn vị đơn giản, các hình khối đơn giản trở thành những thứ phức tạp hơn. Để bắt đầu thì chúng ta sẽ lấy một vài cái đối tượng tương đối là cơ bản mà hôm trước chúng ta đã làm quen, ví dụ một vài hình chữ nhật hoặc là một vài hình ellipse chẳng hạn. Chúng ta làm ví dụ như sau. Trước hết là một hình chữ nhật ở đây, tiếp theo nữa là một hình ellipse. Tất nhiên trong quá trình làm thì chúng ta đều giữ shift để đảm bảo rằng là nó cân đều. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có mấy trường hợp như sau. Một là các cái đối tượng mà chúng ta lấy làm ví dụ nó có giao cắt một phần với nhau. Hai là các đối tượng này nó nằm tách rời nhau ra, không chồng lên nhau thế nào cả. Và trường hợp thứ ba là các cái đối tượng này của chúng ta nó sẽ nằm lọt lòng vào với nhau. Ở đây là ba trường hợp mà chúng ta sẽ xem xét. Thế để gọi Pathfinder thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Các bạn vào trong menu Windows và các bạn tìm tới lệnh Pathfinder, hoặc là mọi người có thể sử dụng phím tắt là Shift Ctrl F9. Thế đây, bảng phần Pathfinder nó sẽ mở ra như thế này. Chúng ta có một loạt các lệnh và nó nằm chia ra thành hai dòng. Dòng trên là Shape Mode và dòng dưới là Pathfinder. Thì chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng cái lệnh ở trong này. Đầu tiên là trường hợp là nằm ở trên Shape Mode và lệnh Unit, mà chúng ta có thể lý giải ra tiếng Việt là tương đương với lại lệnh hàng. Thế thì trước tiên là chúng ta sẽ chọn hai đối tượng, sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào lệnh Unit. Đây, biểu tượng đầu tiên dòng trên. Sau khi mà chúng ta nhấp lệnh xong thì từ hai đối tượng với thuộc tính khác biệt, một cái là màu đỏ, một cái là màu xanh, thì bây giờ chúng ta đã thấy nó hàn thành một đối tượng chung và có thuộc tính là nó đi theo cái thuộc tính của đối tượng có màu xanh. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy là cái màu xanh này là nó được vẽ sau, và do đó thì nó nằm ở cái tầng thứ phía trên so với cái đối tượng màu đỏ nằm dưới. Như thế tức là ở trong Illustrator, khi mà chúng ta áp dụng những cái lệnh như thế này thì đối tượng mới được tạo ra từ các đối tượng gốc nó sẽ ưu tiên thuộc tính của đối tượng nào mà nằm phía trên. Đấy, đối tượng nằm phía trên sẽ được ưu tiên giữ lại. Bây giờ chúng ta xem tiếp trường hợp thứ hai. Hai đối tượng nằm cách nhau có hàn được vào với nhau hay không thì chúng ta cũng chọn, sau đó thì ấn Unit thì nó cũng hàn vào với nhau thành một đối tượng như thế này. Đây là một đối tượng gồm có hai mảnh nằm rời nhau ra, nhưng thực ra nó là một đối tượng. Đấy. Và trường hợp thứ ba thì hai đối tượng nằm lọt lòng nhau, khi mà chúng ta thực hiện lệnh hàn thì nó sẽ hàn hai đối tượng này vào. Như vậy là đối tượng phía trên sẽ bị mất đi, chỉ còn tồn tại lại một đối tượng mới, là chính là đối tượng to hơn nằm phía dưới, nhưng thuộc tính màu thì nó lại đi theo cái thuộc tính màu của đối tượng nằm trên. Chúng ta chỉ còn có hình vuông màu xanh như thế này thôi. Thì đây là lệnh hàn. Như vậy lệnh hàn thì nó có thể là lưu ý mấy việc như sau. Một là thành một hình dạng mới, hai là vẫn giữ nguyên hình dạng của các đối tượng gốc ban đầu nếu những trường hợp nó không chèn vào nhau. Thứ ba
là hình dạng nhỏ mất đi sẽ chỉ còn hình dạng to nhất nằm dưới cùng, và thuộc tính thì luôn luôn là nó lấy theo thuộc tính của đối tượng nằm trên cùng ở trong cái nhóm được hàn vào với nhau. Và lệnh hàn này thì nó không có giới hạn là hàn bao nhiêu đối tượng vào với nhau. Các bạn có hai đối tượng hay là các bạn có 200 đối tượng thì lệnh hàn vẫn có thể được thực hiện, và luôn luôn tuân thủ theo quy tắc là gì, đối tượng nào nằm trên cùng sẽ được duy trì thuộc tính để gắn cho cái đối tượng mới được tạo ra. Thế đấy là lệnh đầu tiên. Lệnh thứ hai chúng ta sẽ xem xét đó là lệnh minus from. Đây, chúng ta cũng lần lượt làm từng cặp như thế này, chọn hai đối tượng, sau đó nhấn vào lệnh minus from. Khi chúng ta nhấn lệnh thì điều gì xảy ra? Đối tượng nằm phía trên sẽ biến đổi thành giao cắt, cắt đối tượng nằm dưới nó. Sau khi cắt xong thì giao cắt này bị hủy đi, chỉ còn lại đối tượng nằm dưới mà đã bị cắt khuyết theo cái phần giao nhau giữa hai đối tượng. Trường hợp thứ hai là hai đối tượng không giao nhau có thực hiện được lệnh này hay không? Chúng ta cũng nhấn lệnh thử thì các bạn sẽ thấy rằng đối tượng ở phía trên vẫn được coi như là giao cắt, sau khi cắt thì vẫn bị hủy giao đi. Tuy nhiên là đối tượng nằm dưới không bị sức mẻ gì vì là nó không chồng lên nhau. Đấy. Trường hợp này thì chúng ta cứ gọi đùa gọi là chém gió, không có chém chúng, không cắt chúng cái đối tượng bên dưới. Mặc dù lệnh này là vẫn được thực hiện đấy nhé, nó phải thực hiện thì cái con dao cắt mới bị vứt đi sau khi mà thực hiện lệnh, nhưng mà do nó không chồng vào nhau nên là thằng dưới không bị sức mẻ gì cả. Còn trường hợp thứ ba là hai đối tượng nằm chồng vào nhau, hai đối tượng nằm chồng vào nhau thì đương nhiên là thằng bé sẽ cắt khuyết thằng to ra theo đúng cái hình dạng của nó, và sau khi cắt xong thì nó bị hủy đi. Tuy nhiên trường hợp này thì các bạn lưu ý giúp tôi một tí là chúng ta có hai cái biến thể, là rõ ràng là một thằng này nằm lọt lòng vào trong một thằng kia, nhưng ở đây là đối tượng bé đang nằm trên và đối tượng to nằm dưới. Còn nếu bây giờ tôi đặt ngược lại vấn đề là đối tượng bé này mà lại được đưa xuống dưới thì sao? Mọi người còn nhớ cái lệnh mà đưa xuống dưới là cái gì không ạ? À, send to back, phím tắt nó là cái gì, có nhớ không ạ? And ship và gì đây ạ? Đây, object này, arrange này, đúng không? Send to back, ship, à, xin lỗi, ship control và mở ngoặc vuông. Đấy, và sau khi chúng ta đưa xuống đây thì thực ra là hai đối tượng này nằm vẫn lọt lòng nhau, nhưng đối tượng bé thì lại nằm dưới đối tượng to. Trường hợp này thì có thực hiện được không? Không thực hiện được. Lệnh này không thực hiện được. Trong Illustrator cũng như trong tất cả các cái chương trình mà làm việc trên nền tảng vector khác thì chỉ có đối tượng bé nằm lọt lòng đối tượng to ở phía trên thì mới cắt được đối tượng to thôi. Còn nếu mà đối tượng to mà lại nằm trên mà lại cắt một đối tượng bé nằm lọt lòng nó thì không thực hiện được. Đấy. Giao nhau thì không sao, giao nhau một phần thì kiểu gì cũng cắt được nhau, bất kể là to hay bé. Nhưng đã nằm lọt lòng thì chỉ có thằng bé nằm trên mới cắt được thằng to thôi, nằm dưới thôi. Còn nếu mà thằng to mà nằm trên lại cắt thằng bé lọt lòng thì lệnh này không thực hiện được. Thế đấy là lệnh thứ hai mà chúng ta làm quen, đó là lệnh minus from. Tiếp theo chúng ta sẽ xem tới lệnh thứ ba. Lệnh thứ ba này thì có tên là intercept. Nào, chúng ta cùng nhau xem intercept nó tạo ra cái gì. Khi chúng ta chọn hai đối tượng và chúng ta thực hiện lệnh intercept thì cả hai đối tượng gốc sẽ mất đi, sẽ chỉ còn lại cái phần giao nhau giữa hai đối tượng. Và tất nhiên là thuộc tính của cái đối tượng đó thì là thuộc tính của đối tượng nằm trên. Biến thể thứ hai là hai đối tượng không giao nhau thì lệnh này không thực hiện được luôn. Vì yêu cầu nó là gì? Các đối tượng phải giao nhau thì nó mới phát sinh ra cái phần mới là cái phần giao nhau giữa các đối tượng. Do đó hai đối tượng này không có dính nhau một tí nào, không chồng vào nhau một tí tẹo nào thì lệnh này tuyệt đối không thực hiện được, tại vì điều kiện cần và đủ lúc đầu tiên là không có. Đấy. Còn trường hợp thứ ba thì rất rõ ràng, nó sẽ chỉ còn lại đối tượng nằm trên thôi,
tại vì hai đối tượng này lọt lòng và chính đối tượng trên là cái phần giao nhau giữa hai đối tượng, do đó thì đối tượng dưới sẽ mất đi và chỉ còn lại đối tượng trên. Thì đấy là trường hợp thứ ba, intercept. Trường hợp thứ tư, trường hợp thứ tư này thì nó gọi là exclude. Trường hợp này là trường hợp tương đối đặc biệt, nó cũng vừa giống mà nó vừa khác với lại trường hợp unit này. Bây giờ các bạn cùng xem là nó khác và giống nhau như thế nào. Tôi chọn hai đối tượng, sau đó thì tôi sử dụng lệnh exclude. Thì từ hai đối tượng riêng rẽ ban đầu nó đã được xử lý thành một đối tượng. Đường chu vi thì giống như đường chu vi tổng của hai đối tượng. Tuy nhiên và màu thì nó đã theo cái màu của đối tượng nằm trên. Tuy nhiên phần giao nhau giữa hai đối tượng thì lại bị đục thủng ra. Giao ở đâu thì bị thủng ở đấy. Trường hợp thứ hai là hai đối tượng lại không dính dáng gì với nhau. Tôi sử dụng lệnh exclude thì nó lệnh này thì lại rất giống hàm. Đó là từ hai đối tượng với thuộc tính khác nhau bây giờ được xử lý thành một đối tượng, nhưng do nó không giao nhau tí nào cả cho nên nó cũng không bị đục thủng đi. Thế còn trường hợp thứ ba là hai đối tượng mà lọt lòng nhau thì exclude này thì nó sẽ hơi giống như là lệnh minus one. Nhưng mà nó lại khác ở chỗ là gì? Đục thủng đi nhưng mà màu thì nó lại theo thằng trên. Lệnh kia thì nó bị đục thủng nhưng mà nó không bị đổi màu, không bị đổi thuộc tính. Thế đấy là cái trường hợp thứ tư ở trong nhóm xem mode. Bây giờ chúng ta xem xét xuống cái nhóm tiếp theo ở phía dưới, nhóm lệnh Pathfinder. À, lúc này thì chúng ta cần bổ sung thêm một đối tượng nữa vào đây, tại vì là hai đối tượng thì chúng ta không nhìn hết được vấn đề. Chúng ta chọn thêm một cái hình polygon nữa nha. Này, bây giờ tôi bổ sung thêm một polygon. Chúng ta sẽ tô cho nó màu khác để nhìn cho nó rõ ràng. Mà cũng tương tự như thế, các ví dụ bên dưới thì chúng ta sẽ nhấn an, chúng ta kéo cái đối tượng này xuống để chúng ta nhấn mạnh thêm. Và cũng đủ ba trường hợp giao nhau này, không giao nhau tí nào và nằm lọt lòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem xét tiếp tới cái trường hợp này. Đầu tiên đó là lệnh divide. Lệnh divide khi mà chúng ta chọn các đối tượng và nhấn nút lệnh divide ở trên nhóm lệnh Pathfinder thì các bạn sẽ thấy là lệnh thực hiện, nhưng bây giờ thì nó đã trở thành một group. Mà muốn xem chi tiết thì chúng ta cần phải ungroup nó ra, và object vào ungroup hay các bạn chọn lệnh shift control g thì nó sẽ tháo dỡ ra thành các cái mảnh đối tượng rời. Và bây giờ chúng ta cùng xem nó đã thực hiện cái gì. Về bản chất thì đây là một lệnh mà sẽ sử dụng các đối tượng phía trên cắt cho các đối tượng phía dưới, và đồng thời là các cái đối tượng này giao nhau ở đâu thì nó cũng bị chia thành các mảnh nhỏ như thế. Đây các bạn quan sát, nếu tôi nhắc ra này, thứ nhất là chúng ta thấy các đối tượng là bị chia nhỏ ra thành những mảnh nhỏ, và mảnh này thì nó ứng theo các cái phần giao nhau giữa các đối tượng. Và thứ hai là chúng ta cũng nhận thấy là các cái hình thì bị hình nằm phía ngay trên nó cắt đi, ví dụ như là hình tròn này nằm dưới hình lục lăng vừa rồi thì hình lục lăng này đã cắt khuyết cái hình tròn này, đồng thời nó cũng cắt cả gì đấy, cắt cả hình chữ nhật ở dưới này nữa đấy. Nhưng hình tròn này sau khi bị thằng này cắt thì chính bản thân nó cũng lại cắt thằng bên dưới nó nữa, và nó cũng bị phân chia ra thành các mảnh nhỏ theo cái phần giao nhau giữa các đối tượng. Các trường hợp không dính nhau thì sao? Các trường hợp không dính nhau thì nó cũng vẫn thực hiện, nó vẫn làm thành một group. Tuy nhiên là không có đối tượng nào bị sứt mẻ một màu nào cả, do chúng nó không nằm chồng vào nhau. Còn trường hợp thứ ba là các đối tượng nằm lọt lòng nhau thì nó sẽ đục thủng thôi, đục thủng nhau. Và các cái lệnh này thì các bạn thấy là nó cũng tương đối khác so với lại cái nhóm lệnh ở trên là gì?
có cắt xén nhau, có xử lý, nhưng mà đối tượng nào vẫn giữ được cái thuộc tính gốc của nó, tuy rằng là bị cắt xén, bị chia mảnh ra, nhưng mà thuộc tính gốc là nó vẫn giữ. Này, nếu mà lọt lọc thì ungroup ra, các bạn sẽ thấy rằng đối tượng nó đục đối tượng kia. Với bản chất thì thực ra thằng vàng này nó vẫn đục cả tất cả những đối tượng nào nằm dưới nó, nhưng vì nó nằm lọt lòng ở trong thằng xanh này, và thằng xanh cắt miếng to hơn, đục miếng to hơn, cho nên chúng ta không nhìn thấy được cái vấn đề đó. Cái đây là nhóm lệnh divide. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới nhóm tiếp theo, đó là lệnh trim. Lệnh trim thì nó cũng gần giống với lệnh divide, tuy nhiên nó sẽ có một tí khác biệt như thế này. Chúng ta cùng làm ví dụ để xem. Chọn nhóm đối tượng, sau đó chúng ta nhấn lệnh trim. Thì cái này nó giống ở chỗ nào? Nó giống là thằng phía trên thì cắt những thằng phía dưới nó, nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy là không có đối tượng nào bị chia mảnh ra cả, chỉ đơn giản là cắt thôi. Cứ thằng trên này cắt thằng dưới, thằng trên cùng thì cắt tất cả, thằng dưới thì bị thằng trên cùng cắt và cắt những thằng dưới nó nữa. Nhưng mà ungroup ra thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta luôn luôn có cái hình trên cùng này vẫn nguyên vẹn, không bị cắt, không bị chia mảnh, và những thằng dưới thì bị cắt đi nhưng mà nó cũng không bị phân chia mảnh theo những phần giao nhau. Trường hợp không giao nhau thì sao? Giống hệt nhau, đó là không có cái gì bị biến đổi cả, chỉ có điều là nó bị thành một group thôi. Đấy. Còn trường hợp này thì sao? Cũng giống như divide, do nó nằm lọt lòng cho nên nó không phân chia mảnh nhỏ, nó chỉ cắt đơn giản như thế thôi. Thằng trên cắt thằng dưới cắt thằng dưới nữa. Đây. Vậy là trường hợp thứ hai ở trong nhóm Pathfinder Trim là chúng ta đã làm ví dụ xong. Trường hợp thứ ba ở dòng này là Merge. Chúng ta xem nó có gì khác không nhé. Nhấn lệnh Merge sau khi chọn các đối tượng, sau đó thì chúng ta ungroup ra. Thì các bạn thấy, trường hợp này giống hệt thằng Trim. Vậy thì tại sao lại phát sinh ra cái lệnh Merge này? Đã có Trim rồi tại sao lại có Merge và kết quả nó giống hệt nhau? Thì thực ra bí mật nó nằm ở chỗ này, đó là chúng ta không sử dụng cái lệnh đây. Tại vì là các đối tượng này của chúng ta màu mè nó đang khác nhau, nhưng nếu trường hợp mà chúng ta có một đối tượng mà trùng màu thì sao? Đây chúng ta xem thử nha. Tôi thay vì để cái này màu vàng thì tôi tô thằng này màu đỏ, và chúng ta thử lại ví dụ này. Merge, sau đó ungroup. Đây, trường hợp này thì nó sẽ khác. Nếu mà tất cả các đối tượng mà thuộc tính khác nhau thì Merge hay là Trim giống hệt nhau, đều là đối tượng phía trên cắt đối tượng phía dưới nó. Tuy nhiên, nếu mà trong nhóm các đối tượng được chọn mà có một đối tượng nào đó mà trùng màu với một đối tượng ở phía dưới thì nó sẽ không cắt các đối tượng mà trùng màu với nó. Cũng giống như là nói nôm na mà chúng ta mô phỏng nó giống như ngoài đời ấy, đúng không? Thằng ở trên cùng, thằng ăn trên ở chốc đó thì bao giờ bóc lột những thằng ở dưới, cướp lấy của thằng ở dưới, đúng không? Thế nhưng mà nếu thằng ở dưới mà đồng màu, có nghĩa là con cháu nhà nó, thì nó sẽ không lấy của bọn đấy, nó chỉ lấy của bọn khác, họ khác nó thôi. Và các bạn thấy rằng là sau khi mà nó cắt của thằng xanh thì nó lại kết hợp với thằng đỏ ở bên dưới, lại thành một cái chỉnh thể khác. Đấy, chỉ có thằng xanh này bị cắt thôi, nhưng thằng xanh này thì nó vẫn cắt thằng đỏ. Thằng đỏ hình vuông dưới nó. Đấy, nhưng mà thằng đỏ trên cùng, cái thằng lục lăng trên cùng này thì không cắt thằng dưới này, mà nó lại chủ động hàng với thằng dưới này, thành một thể với thằng dưới. Thế còn những cái lệnh này thì hoàn toàn giống nhau. Đây tôi có thể đổi màu cho các bạn nhìn thấy nếu như các trường hợp giống màu thì sao. Những thằng mà không giao nhau, các lệnh Pathfinder này không giao nhau thì không hề có cái gì thay đổi cả.
nó chỉ có mỗi một cái tác động là nó thành một group, ăn group ra thì mèo vẫn hoàn mèo, thằng nào vẫn là thằng đấy. Thế còn trường hợp mà dẫm ruột thì kể cả trường hợp như thế này, à, tức là lọt lòng đó, thì mớt này nó vẫn cắt. Đấy. Thằng trên vẫn cắt thằng dưới nó là thằng xanh. Thằng xanh này vẫn cắt thằng dưới nó. Tuy nhiên thằng này với thằng này thì không hàn vào được với nhau, tại vì nó không chạm vào nhau. Cho nên là nó cũng, mặc dù nó không cắt đâu, bản thân nó không cắt mất của thằng dưới, mà là thằng xanh cắt thằng dưới, nhưng mà nó cũng không hàn được với thằng dưới thành một thể mới. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới lệnh thứ tư ở trong nhóm là lệnh crop. Đây, chúng ta cùng xem lệnh này thì hơi khác một tí so với nhóm lệnh trước. Khi chúng ta chọn các đối tượng và sau đó thì chúng ta nhấn lệnh crop thì cái điều gì xảy ra? Các bạn sẽ nhìn thấy là các đối tượng gốc bị biến đi, chỉ còn lại đối tượng gốc ở trên cùng. Và đối tượng gốc ở trên cùng cũng không giữ được thuộc tính gốc của nó nữa, mà nó bị phân chia ra làm nhiều mảnh, và mỗi mảnh thì lại có một màu sắc tương ứng với lại cái phần đối tượng mà nó giao nhau. Đây, Ctrl Z nha, chúng ta xem lại này. Thằng trên là màu vàng này, thằng dưới là xanh này, dưới nữa là đỏ này. Và như vậy là chúng ta có một phần màu vàng giao với phần màu đỏ, một phần màu vàng này giao với phần màu xanh. Sau khi chúng ta thực hiện lệnh thì các bạn sẽ thấy rằng là vẫn còn nguyên vẹn hình lục lăng, trong khi hai hình tròn và hình chữ nhật ở dưới là bị mất đi. Tuy nhiên màu thì nó đã phân ra là một khoảng liên quan tới màu xanh của cái hình tròn ở dưới, một khoảng liên quan tới màu đỏ của cái phần hình chữ nhật ở dưới. Nó cứ giao nhau ở đâu thì nó sẽ lấy cái màu ở cái khu vực dưới đó lên làm màu cho cái đối tượng ở trên. Tuy nhiên thằng ở góc này thì các bạn thấy có vẻ như mất đi, nhưng thực ra thì không phải mất đi mà nó vẫn còn tồn tại. Nhưng do ở dưới nó không có đối tượng nào để mà nó lấy thuộc tính, cho nên là nó bị mất thuộc tính. Hình hài thì vẫn còn, kích thước vẫn còn, nhưng mà thuộc tính về màu thì không có, vì là ở dưới đó chả có cái gì để cho nó lấy thuộc tính cả. Tất nhiên là chúng ta có thể là chọn nó, sau đó thì chúng ta lại gán cho nó một cái màu sắc nào đó. Tùy gán vào thì các bạn sẽ lại nhìn thấy. Nhưng lúc đầu tiên mới thực hiện lệnh thì những cái nào mà không trồng gì cả thì nó sẽ mất thuộc tính màu. Trường hợp này thì sao? Theo bạn thì sao? Có thực hiện được không? Và nó còn cái gì? Đây, bây giờ chúng ta xem lại nhé. Về mặt nguyên tắc thì sao? Về mặt nguyên tắc thì sao? Đối tượng trên cùng sẽ luôn luôn còn, đúng không? Thế nhưng mà đối tượng ở trên nó sẽ bị thay đổi. Nó thứ nhất là nó bị chia cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, đúng không? Đây này, chia cắt theo nhiều mảnh nhỏ, theo phần mà giao cắt với các đối tượng bên dưới, đồng thời giao cắt với cái đối tượng có thuộc tính như thế nào thì nó sẽ lấy thuộc tính của đối tượng giao cắt ở bên dưới để nó gán theo cái mảnh mà bị cắt ra đó. Tuy nhiên trong trường hợp này thì hình dáng vẫn còn đầy đủ, đúng không? Diện tích vẫn còn đầy đủ, không bị thay đổi, và nó cũng không bị chia cắt ra mảnh nào cả. Nhưng do nó không giao với thằng nào cho nên nó không có thuộc tính. Như vậy là các đối tượng ở bên dưới mất đi và đối tượng ở phía trên sẽ mất thuộc tính, cần phải gán lại. Đấy. Thế còn trường hợp này thì sao? Trường hợp này thì theo bạn thì sẽ là gì đây? Đỏ hay xanh nào? Lấy đỏ hay xanh nào? Em nói là đỏ. Nào thử, tại sao lại là đỏ? À, nào xem. Nó sẽ là lấy thuộc tính của cái thằng sát nó nhất. Đấy. Như vậy là chúng ta đã làm quen thêm một lệnh nữa. Bây giờ sẽ tới một thằng gọi là outline. Thằng này thì tương đối là hơi khác biệt. Thằng này thì bản chất của nó rất giống với thằng divide ở đầu này. Có nghĩa là gì? Giao cắt ở đâu thì sẽ chia nhỏ nó thành những mảnh ở đấy. Đó.
Và nó sẽ bỏ đi hết cái thuộc tính bề mặt và vốn nó trở thành đường viền thôi. Đây các bạn quan sát outline này, một click này đấy, và bây giờ chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta sẽ thấy rằng là nó cắt nhau ra đấy và chia nhỏ ra ở phần giao nhau, đồng thời là màu bề mặt là cái gì thì bây giờ nó bỏ đi, nó chuyển hết sang thành ra Viền. là viền. Đấy. Thế này thì sao? Cũng thế, không giao cắt thì cũng bị mất hết cái thuộc tính bề mặt và biến đổi sang thành đường viền. Thằng này cũng tương tự như vậy. Đấy. Rất giống như thằng divide nhưng mà nó mất mất bề mặt, chuyển sang thành đường viền. Thế còn cái cuối cùng thì sao? Đây, cái cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau xem trường hợp này thì có thể lại rút bỏ đi thành hai đối tượng rồi, không nhất thiết là phải có ba đối tượng. Trường hợp này là trường hợp ngược với thằng này. Chúng ta có một lệnh là minus front, còn lệnh này thì nó lại là minus back. Thực ra nó chỉ là ngược lại thôi. Đây, chúng ta cùng xem minus back thì nó làm cái gì. Vừa nãy minus front thì chúng ta sẽ dùng cái đối tượng phía trên làm dao và cắt đối tượng phía dưới. Sau khi cắt thì hủy bỏ tang chứng bất chứng là con dao cắt này đi. Đó, thế còn thằng này thì ngược lại, có nghĩa là lấy thẳng ở bên dưới, cắt thẳng bên trên. Đấy. Đối tượng này không giao nhau thì cũng vẫn thực hiện được và giao cắt là cái đối tượng hình vuông vẫn bị mất đi. Còn đối tượng này thì không làm được, đúng không? Vừa nãy tôi đã nói rồi, nếu lọt lòng với nhau thì chỉ có thằng bé cắt thằng to được thôi. Còn trường hợp này chúng ta đang có gì đây? Đối tượng to mà cắt đối tượng bé thì nó sẽ không làm được, trừ phi bây giờ chúng ta lại đảo thế này nhỉ. Đúng rồi, đảo thằng tròn xuống dưới thì lúc đấy chúng ta cắt được. Đấy thì lúc ấy nó lại đục thủng bụng của thằng to nằm phía trên. Đấy chứ còn thằng to nằm dưới thì sẽ không xử lý được. Như vậy là chúng ta đã có những cái thao tác để mà giới thiệu về nhóm lệnh trong cái Pathfinder này, bao gồm hai cái là Shape Mode và Pathfinder. Thế thì ứng dụng của nó là cái gì? Bây giờ chúng ta mới xem để chúng ta làm thử một cái ứng dụng nào đấy nhá. Tôi sẽ có một loạt các cái ví dụ để cho các bạn có thể hình dung ra cái công việc này nó giúp chúng ta làm cái gì. Đầu tiên, chúng ta làm một cái ví dụ rất là đơn giản thế này. À, giống giống như bài hôm trước nhưng mà ở cấp cao hơn một tí, kỹ hơn một tí, đó là chúng ta thực hiện một số các cái chữ cái bằng các cái hình cơ bản thôi. Đây, tôi demo lại nhé. Bây giờ tôi có một hình chữ nhật, tạm gọi cái này là thành mẫu đi nhé. Bây giờ tôi giữ nó, Ctrl C copy đi để giữ lại cái thành mẫu. Sau đấy thì tôi làm tiếp các chữ khác cho nó đồng đều về mặt kích thước. Thế thì chúng ta sẽ làm thử một vài chữ nhé. Đầu tiên ví dụ như là chữ đầu tiên ví dụ như là chữ E này nhé. Chẳng hạn như là tôi nhấn Alt này, kéo ra đây một cái thì tôi nhân bản được một đối tượng đúng không? Sau đó lại kéo tiếp này, sau đó kéo tiếp này, như vậy là tôi có được ba thành. Bây giờ cả ba cái thằng này tôi sẽ chọn và tôi gióng hàng. Đây, gióng hàng bằng đầu nhá. Thấy chưa nào? Bây giờ quay 90 độ này. Đây, công cụ rotate đây chúng ta có đây rồi đúng không? Nhấp đúp, điền vào đây 90 độ. Ok, vậy là nó xoay ngang. Tiếp theo nữa thì tôi mới chọn, vẫn chọn cả ba thằng này, giữ shift chọn tiếp sang thằng đứng và kích thêm một lần vào thằng đứng để xác định nó là đối tượng đứng yên. Và bây giờ tôi gióng thì đây, gióng sang bên trái, vậy thì nó bằng cạnh trái rồi đúng không? Tiếp nữa bây giờ bấm ra ngoài, lần lượt mới chọn từng cái để chúng ta gióng hàng theo gì nhỉ, trên này, trên đỉnh này, dưới đáy này và giữa đúng không? Nào, chọn này, chọn tiếp thanh đứng này, lại nhấn một lần nữa vào thanh đứng để bắt thành điểm ngưng nghiêng đúng không? Bằng đỉnh này, chọn thằng này này, chọn thằng đứng này, ấn vào thằng đứng một cái là để khóa nó lại này, gióng bằng đáy này, thằng giữa này cũng làm tương tự như vậy, chọn này, chọn đứng này, kích vào đứng một cái để khóa nó lại này, và gióng gì đây, gióng giữa này. Đến đây ra chữ E chưa? Có vẻ ra rồi đúng không? Nhưng chữ E này thì chưa đẹp,
Bây giờ tôi lại nhấp chuột, tôi vẽ một cái mắt kỳ chạm vào đây để tôi lấy cả ba cái, và bây giờ tôi mới transform, tôi mới thu hẹp nó lại để cho nó vào với nhau đến đây. Đến đây thì đã xong chưa? Bây giờ tôi mới lại gọi Pathfinder trở lại này. Đó. Và lệnh của chúng ta sẽ dùng là lệnh gì đây? Lệnh hàm, đúng không? Hàm lại. Thì đây, tôi có một chữ đầu tiên. Tương tự như vậy nhé. Ctrl F, tôi dán cái thành mẫu vừa rồi lại. Bây giờ tôi lại sử dụng một lệnh khác. Ví dụ, nhấp bút vào đây. Tôi sẽ ra lệnh quay 90 độ, đúng không? Tôi preview trước đi để xem là nó sẽ như thế nào. Và bây giờ thay vì việc ok thì tôi copy. Copy thì sao? Copy thì thành mẫu vẫn giữ nguyên và nó tạo ra một bản sao, và bản sao này sẽ xoay 90 độ. Bây giờ chúng ta chọn cả hai đối tượng và gióng thì đây, bằng đỉnh thì nó lên thành chữ T đúng không? Chọn thanh trên của chữ T, chữ T thì thanh ngang thì ngắn, thanh đứng thì dài. Do đó thì chúng ta phải transform nó lại. Tuy nhiên để làm cho đều thì chúng ta sẽ giữ phím Alt trong lúc mà kéo một đầu. Thì đầu này kéo vào bao nhiêu thì đầu kia cũng thu vào bấy nhiêu. Và đến đây thì chúng ta có được cái chữ T rồi. Việc cuối cùng của chúng ta là phải hàn nó lại để tạo ra gì đây? Một cái chữ hoàn chỉnh. Thế đây là hai chữ mà đại diện cho nhóm nét thẳng. Bây giờ chúng ta xem thử xiên thì như thế nào nhé. Ctrl F, dán cái thanh mẫu vừa rồi vào. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thử xem nào. Chữ đơn giản nhất là chữ V đúng không, là xiên. Bây giờ tôi sẽ thực hiện như sau. Chúng ta có mấy lệnh này, rotate là công cụ này, rotate là để quay này đúng không, reflect là để lật. Bây giờ tôi chưa cần đến reflect, tôi sẽ tìm tới shear đi, kéo xiên đi đó, chọn này, chọn công cụ này. Và bây giờ tôi sẽ nhấn phím Alt. Khi nhấn phím Alt thì tôi sẽ kích vào một cái điểm nào đó để tôi xác định lại cái tâm mà kéo xiên của nó. Ví dụ góc này đi. Thì nó sẽ hiện lên bảng thoại. Bây giờ tôi cho nó lệch đi độ khoảng 15 đi. À, rồi đây. 15 đi. Đó. Thì cái này nó sẽ xiên ra đây. Bây giờ tôi không ok mà tôi copy thôi. Để làm gì? Để tạo ra bản sao. Thế còn bản chính thì nó vẫn giữ đây. Đó. Tương tự như vậy, bây giờ tôi lặp lại là chọn bản chính này, lại chọn công cụ này. Lần này tôi nhấn Alt và tôi lại đẩy sang góc gì đây? Góc bên này. Nhưng mà thay vì 15 này thì tôi sẽ cho gì đây? Trừ 15 để cho nó chạy sang góc còn lại. Lúc này thì không copy nữa mà ok luôn. Thế hai cái đối tượng này có rồi thì tôi chỉ việc làm sao đây? Chọn và hàm lại thì tôi có chữ V rồi, đúng không? Chữ A thì chỉ cần đơn giản là lật ngược nó lại và thêm một thanh ngang mà thôi. Ví dụ thế. Nhưng vừa nãy, từ nãy đến giờ chúng ta hầu như là chỉ có nhân bản này xoay hoặc lật hoặc là gióng hàm các thứ rồi hàm. Bây giờ chúng ta làm thử một cái trường hợp khác, gọi là nó hơi ngược lại một tí. Chúng ta có lệnh hàm, chúng ta cũng có những lệnh cắt hoặc phân chia vân vân. Ví dụ bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ khác đi, dùng polygon để nhá. Đầu tiên là tôi vẽ ra một cái hình như thế này đã. À, đây đang là hình lục giác đúng không? Đừng thả phím chuột vội, tôi sẽ nhấn phím mũi tên xuống dưới để tôi giảm cái số cạnh đi, đúng không? Và bây giờ tôi có một hình gì đây? Một hình tam giác. Sau khi có hình tam giác rồi thì tôi có thể là tôi kéo nó xuống một tí để cho nó thành một tam giác cân như thế này. Tiếp tục nữa, nhấn Alt và nhấn Shift. Alt là để nhân bản, Shift là để giữ cho cái thao tác kéo của chúng ta nó không bị lệch phải lệch trái. Thì đến đây tôi có gì đây nhỉ? Tôi có hình tam giác thứ hai. Lấy hai hình tam giác này mà chúng ta sử dụng lệnh gì đây? Lệnh thứ hai này là lệnh minus front, là lấy hình trên cắt hình dưới đi. Thì tôi có hình như thế này đó. Tiếp theo nữa thì lại quay trở về rectangle và tôi vẽ ra một hình chữ nhật, nó cũng tựa tựa như là cái độ dày của cái thân này, đồng thời thêm một cái nữa ở trên gì đây, ở trên đỉnh. Một thằng thì sử dụng để cắt đi là lệnh minus front,
Đây, vẽ này, giữ shift này, minus from. Đấy, và cắt đi. Thằng này thì làm sao đây? Ngược lại là hàm, unit hàm vào, ví dụ như thế. Đây là một cách khác. Đó. Tới đây là chữ dáng chéo nhé, kết hợp thẳng nhé. Bây giờ tiếp tục sang tới tròn này. Chữ dáng tròn, chữ dáng tròn thì chúng ta có những chữ gì nhỉ? Tiêu biểu nhất là chữ O đúng không? Chữ C, chữ Q, chữ G. Ví dụ như thế. Chữ O đây. Trước hết là vẽ chữ O thì chúng ta phải giữ shift để đảm bảo rằng ellipse này nó thành một hình tròn thật tròn nữa này. Bây giờ về phương pháp cắt thì chúng ta có mấy cái như thế này. Trước hết là tôi dùng phương pháp cơ bản nhất là copy, sau đó paste vào này. Thì chúng ta Ctrl C là copy được hình này, Ctrl F là dán cái hình này vào đúng tọa độ nó đã bị cắt đi nhưng mà nằm phía trên hình gốc. Sau đó thì giữ shift và giữ an. Shift là để làm gì? Shift là để khi co kéo thì nó duy trì tỷ lệ không bị méo. An là để co đều từ tâm hoặc giãn đều từ tâm. Đây, co cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy là cái hai cái hình này nó tạo thành một chữ chuẩn thì dừng. Và các bạn có thể dùng một trong hai cách. Một là dùng gì đây ạ? Minus from. Hai là dùng exclude. Hai cái đều được. Đây, minus from này thì sẽ dùng thằng trên cắt thằng dưới và sau đó hủy dao đi, đúng không? Còn trường hợp thứ hai là gì đây? Cũng chọn cả hai và chúng ta sử dụng lệnh exclude thì từ hai đối tượng ban đầu sẽ kết hợp lại thành một đối tượng duy nhất và giao nhau ở đâu thì sẽ đục thủng nhau ra đấy. Thì các bạn dùng cách nào cũng được. Thế chữ O có rồi. Thì đây là chữ mà tiêu biểu cho cái dòng chữ mà tròn. Bây giờ tôi sẽ xử lý tiếp sang thành chữ C chẳng hạn. Chữ C thì tôi sẽ dùng cách như thế này. Tôi chọn rectangle, giữ shift để tôi vẽ ra thành một hình vuông đi. Sau khi có hình vuông rồi, tôi sẽ nhấp đúp vào lệnh công cụ rotate này và tôi sẽ bắt nó quay một góc độ 45 độ. Sau khi có cái hình này thì tôi sẽ gióng hàng tiếp hai thằng này vào với nhau và tôi sẽ cho nó cần đều nằm giữa thế này. Sau đó thì giữ shift chọn này, dịch, và trong lúc dịch thì tôi sẽ giữ shift để đảm bảo rằng nó đi theo trường hàng, không bị dao động lên xuống. Tiếp tục thì chỉ việc là sử dụng minus from, cắt đi thì chúng ta sẽ có chữ C. Hoặc nếu như mà các bạn vẽ ra hình chữ nhật, các bạn xoay nó một góc bao nhiêu đó, thu ngắn thu nhỏ lại đặt ở vị trí như là kiểu chữ Q, chân chữ Q, các bạn hàn vào với chữ O thì nó sẽ là chữ Q, ví dụ như vậy. Thế còn một vài trường hợp nữa, ví dụ như là chữ vừa kết hợp thẳng vừa kết hợp cong thì các bạn sẽ thấy nó sẽ giống như là chữ P chẳng hạn, thì mình sẽ lại phải vẽ ra hình tròn, cắt ra nửa hình tròn như thế nào đấy, rồi cắt rồi hàn như thế nào đấy để ra cả thẳng cả cong. Đây ví dụ chúng ta xem từ chữ P nhé. À không, tôi phải trình bày thêm một cách nữa đúng không? Làm chữ O này. Này, đây là một cách và là vừa rồi là chúng ta copy và paste vào và chúng ta thu. Còn cách thứ hai là chúng ta sử dụng công cụ này. Đây, mọi người nhìn lên đây. Đó là công cụ scale. Công cụ scale thì tôi nhấp chọn công cụ scale, nhấp đúp này, đúng không? Thì nó ra một cái bảng thoại. Thì bây giờ tôi chỉ việc là thu ở chế độ uniform này thành ra bao nhiêu phần trăm đó. Hình mẫu là 100%. Bây giờ hình này tôi muốn cho nó là độ khoảng 85% chẳng hạn. Đây, chúng ta xem thử thì nó sẽ cỡ như này. Nhấn copy thì nó sẽ có cả hình trong cả hình ngoài như này. Và bây giờ tôi sẽ sử dụng hai cái thằng này xử lý. Đó. Tức là chúng ta có thể là nhân bảng sau đó dán vào rồi co rồi duỗi. Còn trường hợp thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng công cụ scale để chúng ta thu theo tỷ lệ phần trăm. Và sau đó thì chúng ta sử dụng lệnh copy để chúng ta tạo ra bản sao thu là bao nhiêu phần trăm đó. Thế thì yêu cầu đầu tiên của các bạn đó là các bạn làm cái thao tác này, cố gắng làm cho tôi càng nhiều chữ càng tốt. Tất nhiên không phải là làm toàn bộ cái bộ chữ đâu, tại vì chữ này nó chỉ là cái cớ để mà chúng ta nhân bảng này, xoay lật cắt hàng vân vân theo những cái lệnh mà chúng ta đã trao đổi. Thế đấy là một yêu cầu nhé.
Như vậy là chúng ta có chữ giãn thẳng này, chữ giãn tròn này, chữ giãn tròn kết hợp thẳng này, chữ giãn xiên này, chữ thẳng và xiên ví dụ như là chữ y dài hoặc là chữ k là kết hợp giữa nét thẳng và nét xiên. Chữ u là giữa nét thẳng và nét cong. Chữ p là chữ nét thẳng và nét cong. Đấy. Đây bây giờ thử chữ p nhé. Ví dụ chữ p này, trước tiên là phải có tròn ở này. Đó, tròn này bây giờ Ctrl C, Ctrl F và tôi sẽ thu nó lại, giữ Shift, giữ Alt, thu nhỏ lại đến đây. Đến đây rồi thì tôi sẽ dùng hình nhỏ, cắt hình to, Minus Run. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ cắt một nửa cái hình tròn ra. Làm sao để cắt nửa hình tròn? Thì đây, chúng ta sử dụng thử cái này. Bây giờ các bạn sử dụng Line Shapement là cái công cụ vẽ đường thẳng hôm trước chúng ta đã trao đổi, đúng không? Giữ Shift vẽ thẳng một đường cho tôi như thế này. Vậy là tôi sẽ có một đường thẳng. Sử dụng đường thẳng này, giữ Shift chọn cùng với lại hình tròn, và sau đó thì chúng ta sẽ gióng hàng gì đây, thẳng giữa này. Thì nó sẽ làm sao đây? Hai thằng này sẽ nằm thẳng trục với nhau, đó, đây. Bây giờ tiếp tục sử dụng lệnh gì? Sử dụng lệnh Divide. Divide thì cái nét thẳng này với lại cái thằng này nó sẽ giao nhau đâu thì nó sẽ cắt đứt ra đấy, đúng không? Ok, vậy là tôi sẽ có hai cái nửa này. Object ungroup ra thì tôi sẽ có thế đây, như thế này. Thế thì đến đây thì tôi còn phải làm gì nữa? Sẽ phải có nét thẳng đúng không? Tôi sẽ phải có nét thẳng đây, nét thẳng này. Bây giờ việc của chúng ta là làm sao co kéo làm sao cho nó bằng nhau. Sau khi có rồi nhấn Alt kéo xuống tiếp, vậy là tôi nối được vào đây đúng không? Tôi sẽ có nét thẳng này. Bây giờ việc tiếp theo nữa, P này thì hơi dài, tôi chọn cả hai và tôi làm sao đây, thu nó lại đủ làm sao để ra được cái hình dáng tôi cần, đúng không? Bây giờ lại chọn tiếp này, kéo ra đến đây này, khi nào đủ độ dày, xin lỗi, đây Ctrl C, Ctrl F đi, đó là để nhân bản, kéo ra đây. Khi nào các bạn cảm thấy đủ độ dày rồi thì việc của chúng ta là gì? Kéo xuống. Tất nhiên cần thiết thì các bạn sẽ phải làm cái việc gióng hàng lại, đó là gì nhỉ? Cho nó nằm ở gì? Lề trái đúng không? Sau khi đủ lề trái rồi, kiểm tra lại thêm một lần nữa, thằng này đều phải làm sao? Bằng đỉnh nhau đúng không? Đấy. Cuối cùng thì các bạn hàn lại. Đây vẫn còn sót một cái gì đấy. Đây. Xóa thằng này đi. Rồi. Đây, hàn lại. Vẫn còn một hình. Đây. Xóa. Đấy, đại loại là như vậy thì chúng ta sẽ có. Ok. Chữ U thì chẳng qua là gì đây? Cắt một nửa ở trên đúng không, của hình tròn, và chúng ta lại nối hai chân lên, ví dụ như thế. Chữ S thì sẽ phức tạp hơn tại vì nó là hai nửa tròn, nhưng mà như vậy thì nó sẽ tập cho chúng ta cái cách tư duy là cắt cái gì, hàn cái gì, để cái gì và bỏ cái gì. Đấy. Thế thì bài này thì không nhất thiết là các bạn phải 100% là làm đủ hết tất cả các chữ. Các bạn chỉ cần chọn lấy một vài chữ tiêu biểu cho từng dáng một, sau đó thì các bạn sẽ thực hành để xử lý. Thế thì đấy là cái yêu cầu đầu tiên. Thế sau đấy thì tôi sẽ đưa ra một vài yêu cầu nữa. Trong ngày hôm nay là chúng ta có 4 cái yêu cầu tất cả. Một là gì? Vẽ cho tôi được một cái logo nhà xuất bản giáo dục. Logo nhà xuất bản giáo dục thì gồm có hai chữ là G và D và cái quyển sách ở dưới. Quyển sách tôi chưa yêu cầu, tôi chỉ yêu cầu làm sao vẽ nhanh nhất, chuẩn nhất, đẹp mắt nhất bằng những cái lệnh cơ bản rồi thôi. Chữ D và chữ G đó. Đấy là một. Yêu cầu thứ hai là gì? Yêu cầu thứ hai là chúng ta sẽ vẽ một cái vòng tròn Olympic. Cờ Olympic chắc các bạn biết là 5 cái vòng tròn, 5 màu lồng vào nhau.
Thế thì bản chất ở đây là nó sẽ có cái sự lừa mắt. Tại vì là chúng ta đã nói là khi các đối tượng vẽ ra ở trong Illustrator hoặc là ở trong bất cứ một cái trình đồ họa nào thì nó cũng phân ra làm tầng thứ, có nghĩa là đối tượng vẽ ra sau thì nằm lên trên đối tượng vẽ ra trước. Bất kể các bạn cắt hàn như thế nào thì hoặc đối tượng này nằm trên, đối tượng này nằm dưới đối tượng kia. Thế thì cái cờ Olympic thì nó lại đặc biệt là nó vừa lồng vào nhau, thì nó có đoạn là nằm trên và có đoạn nằm dưới. Vậy thì chúng ta sử dụng các kiến thức mà chúng ta đã trao đổi với nhau, làm thế nào để mà tạo ra được một cái hình mà vừa nằm trên và nằm dưới hình khác. Đấy, đấy là yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ ba là chúng ta sẽ làm một cái hình âm dương. Các bạn biết hình âm dương không nhỉ? Ok, tức là một vòng tròn đúng không, chia làm hai nửa xoắn vào với nhau. Đấy, tất cả những cái đó trông thì hơi phức tạp một tí, nhưng mà các bạn hoàn toàn là có đủ cái công cụ để làm. Có nghĩa là dùng các lệnh nhân bản này, gióng hàng này, cắt với hàng, từng đấy là đủ để các bạn làm. Thế thì bây giờ sẽ dành cho các bạn một chút cái thời gian để các bạn làm thử cái bộ chữ một tí để làm quen những cái thao tác cắt hàng đó. Sau đấy thì các bạn sẽ tiếp tục xử lý trên cơ sở yêu cầu là logo xuất bản giáo dục này, đó, vòng tròn Olympic này, và cuối cùng là hình âm dương. Đấy, bây giờ thì đến thao tác của các bạn rồi đấy.